Run, nãy giờ thấy đứng đây mà run, hay là tại vì đứng kế em run vậy em không biết? Chắc vậy á. Sam, hỏi nhỏ coi. Thử đi. Có bạn gái chưa? Trời ơi, trời sao cái câu của nó nghe ghê vậy hả? Trời. Chứ mày sắp ở ăn tươi nuốt sống. Trời ơi, sao mà em xài cái câu slogan của anh vậy? Sao cưng, trả lời chị Sam kìa. Trời ơi, sắp rớt cái tim ra ngoài. Trời ơi, mặt xanh hơn rồi kìa. Trời, khó trả lời quá, bỏ qua cho em đi ạ. Phải là từ chối không mọi người? Thôi, cái đó là tát thẳng vào mặt luôn á em. Khoan, mà khó trả lời là sao? Chừng nào ta hỏi là chịu em không? Cái đó mới khó. Dạ thật sự em, dạ thật sự em có bạn gái rồi ạ. Vậy thôi. Thà vậy chứ đừng kiểu kia mới công người ta nghĩ là từ chối. Nhưng mà đó, cái này là tại vì có bạn gái thôi. Hoa đã có chủ. Chậu đâu có như sao nói đúng á, là thà vậy. Chứ nhiều khi nói, nhiều khi người ta lại hiểu lầm. Giống như kiểu cũng muốn đẩy đưa nhưng mà không dám. Rồi kiểu này nọ đúng không? Dạ. Ủa bây giờ cái này chương trình hát mãi ước mơ mà mọi người. Cố gắng để vòng sau mình có thể hát được tốt hơn nha. Chứ thấy đứng rung quá. Tại sao? MC chương trình mà đẹp quá, ai đứng kế cũng rung chết thiệt. Anh định ngồi đây đi ha, ngồi em ngồi đi. Kế bên anh. Dạ. Hồi nãy định nhìn thấy cũng còn khỏe lắm, cũng Sam xuống mệt nữa. Bây giờ chương trình MC mà nó đẹp quá, nó cũng làm cho người chơi cũng hồi hộp bối rối. Rồi cái người thụ hưởng người ta cũng mệt thêm. Chắc mai mốt đổi MC quá. Đổi anh Đức Lam. Người chơi mất tập trung là không hát được luôn chị. Em đây thì em là dân tộc Khmer nên em có dịp em lên đây em muốn thể hiện một đoạn tiếng Khmer gửi đến bao vị giám khảo cho tất cả mọi người ở đây. Một khúc rong vong mang âm hưởng dân tộc Khmer em. Anh có cần dancer nữ không? Kế bên kìa. Dạ, hát một đoạn thôi gửi tặng cho bao vị giám khảo ạ. Giúp ơi giúp giòn bon kén mê bon ôi ban chuồng say ơn ơi giúp ơi giúp giòn bon kén mê bon ôi ban chuồng say khè ca đất ơi năm thay khè ca đất ơi năm thay bon nâng chỗ say vú say chia cùng cái gì vú say vậy anh? Cái gì mà em nghe cái gì chuột 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 không, cái phần sau á, cái câu cuối là cái gì nghe cái gì mà vú say nè, rõ ràng bon nâng chỗ say vú say chia cô là anh sẽ vô hỏi cưới em á chị. Anh hỏi ai? Anh hỏi cưới ai? Ít còn cái gì nữa. Sao mai mốt em có làm MV ca nhạc á, em mời ảnh hát chung. Đóng MV cho em luôn. Sao con Trâm, nói gì mơ hồ với ta? Ý là Sam mà, tại vì anh không biết Sam cũng có ước mơ ca hát hả? Mãnh liệt lắm đó. Nó đang chuẩn bị qua MV chung bài bài mà kiểu mà ballad đó. Vậy hả? Rock bài, ballad với lại Ninh Dương Lan Ngọc với lại Lê Lộc. Ba chị em nó ca xuất sắc luôn trời. Lê Lộc, Ninh Dương, Lan Ngọc với lại Sam, ba đứa nó rap lại cái bài banh luôn á. Banh nóc luôn, banh nóc luôn. Bài đó tên là banh nóc không? Nè hai chủ nhà muốn mời ai về với đội mình đây? Karik hay là Hansara? Sao? Em thích ai? Karik. Mà Sam nó mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó. Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Mà Sam cái mặt của mình nó hiện rõ lắm Sam. Cái mặt này nè. Kiểu giống như nói chuyện với Trường Giang, kiểu nói chuyện ba đó. Ba, con thích ảnh. Kiểu vậy. Karik, em thấy sao? Trời ơi, giáo sư âm nhạc ngồi trầm ngâm quá luôn á. Em phân vân thôi nè. Sao ạ? Thì lúc nãy em nói là cô này không hay, thì là em theo anh chân thành thiệt. Nhưng mà bây giờ tự nhiên em cảm giác là cô này hát hay. Như hồi nãy là Karik có nói. Như Karik có nói nữa chứ. Trời ơi. Ghê quá. Thế là bạn này hát thính hay rất đó. Đầy hay. Luôn. Chỗ nào có thính. Thính bay rợp trời bay ha. Rợp trời. Nãy giờ tưởng Giang bè thui không có thính quá trời. Lại còn thế cơ. Quyên với bì cái bên tôi nè. Ân dữ lắm đó. Mới hát hay được như vậy đúng không anh? Từ ngày lấy có chồng rồi có người yêu được. Vậy sao? Con. Tự nhiên chọt qua nhà bên này hả? Ý là anh nói là hồi xưa là nếu mà em mà tại tới trễ chứ sớm xíu là chị Trâm là chỉ đang ở yên mình đó. Trời ơi em không có lái phi công đâu anh. Thử đi em, nhiều điều thú vị lắm. Tấn ơi em có bằng chưa? Em có bằng lái máy bay chưa? Chị còn suy nghĩ kịp mà. Chưa yêu ai bao giờ mà. Yến
sao? Em làm sao? Ở không không Yến? Dạ. Ở không không Yến? Em á? Có đang rảnh luôn? Cũng không ạ. Không không làm. Em nó bận lắm. Ừ. Chị Sam rảnh nè. Bà Sam là bà rảnh nhất đó, bà Sam. Bà Sam mà bà không rảnh thời gian đâu, bà là chim. Bà vừa bà rảnh, bà Sam, bà Sam. Bà đẹp nữa. Sao chịu Sam không? Sao chịu Sam không? Nói cái coi. Gật đầu hay lắc đầu hay gật đầu. Chuyện chị cho Tấn ấy nói chị chuyện. Chắc là gật đầu á. Trời. Mọi người có thấy giá trị của em chưa? Wow. Thằng bé nó đang muốn tắm trắng đó. Không, thằng bé nó muốn trải nghiệm, muốn đau thì hãy gặp em. Nói với em nó một câu gì đi. Nếu mà em cần những trải nghiệm trong cuộc sống, nếu mà em cần những niềm đau thì cứ đến với chị. Trời ơi. Tại sao mà mở lời yêu như đe dọa người ta vậy? Không không anh, tại vì ý là em chia sẻ, tại vì cái cuộc đời của em nó đau nhiều quá, em phải chia sẻ được. Anh Đức hả? Ừ. Sao mới nói có niềm đau, thích đau không? Đức cúp máy luôn.